Fearless IO. Hello anh em, xin chào tất cả mọi người. Mình là Gà Con Gaming TV đây. Ok anh em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi vị tướng Arduin anh em ơi. Ở clip trước tôi đã chơi Arduin trong vai trò đi support anh em ơi, nhưng ngày hôm nay tôi chơi vai trò là top lane anh em ơi, để xem cái sức mạnh khủng khiếp được búp sức mạnh, tăng sức mạnh trong cái mùa này nó sẽ như thế nào của Arduin nha anh em. Anh em cùng đón xem mình chơi con tướng là như thế nào nha anh em. Let's go. Ok, đối đầu bên khu vực top lane của tôi ngày hôm nay thuộc đường xe ra, đó chính là con Bright anh em à. Ok, Bright muốn làm cái gì đây? Đâm liên tục anh em ơi, đánh xa hất tung Bright anh em ơi. Ôi Bright này. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ về vị tướng Arduin anh em. Cái clip trước mình có nói, nhưng mà giờ mình sẽ nói sơ qua một chút nha anh em. Đó, Arduin với cái nội tại là nó hồi phục nha anh em, rất ghê nha anh em. Còn 50% máu đó nó sẽ, mình đánh thường hay là chơi chiêu nó sẽ tự hồi động máu nha em nha anh em. Rồi, lag quá anh em à. Ok, vô. Chiêu 1 đó anh em à. Chiêu 2 hất tung nha anh em. Chết mẹ là cái gì vậy? Oh, anh em ơi. Không ổn này nè, trời ơi anh em ơi. Mẹ nó tự nhiên nó lại nó lát ngay cái khúc ghê hả, mình hả đang chơi chiêu anh em, đúng thiệt cái game thì chán thiệt chứ, là nhân phẩm mình không tốt là anh em à. Rồi ok, mình sẽ nói về chiêu 1 của Arduin nha anh em. Chiêu 1 Arduin có tên là hồn chảm nha anh em. Đó, thì nó sẽ chơi được 2 lần nha anh em. Đó, lần thứ nhất là cái sát thương nhưng mà phải trúng nha anh em, sau đến lần thứ hai là sẽ hất tung nha anh em. Đó. Vậy thôi. Còn chiêu thứ hai là nó là hồn điệp nha anh em. Đó, Arduin giảm xuống là tăng một lớp giáp nha anh em, và những người đứng gần Arduin sẽ bị sát thương nha anh em. Và khả năng hồi phục được máu nha anh em. Đó, ok. Rồi còn cái cách, còn cái chiêu 3 của nó là câu hồn điều nha anh em. Đó là Arduin sẽ quăng cái rìu dính và lao theo cái rìu đó anh em, theo hướng chỉ định nha anh em. Đó, và kèm theo hiệu ứng làm choáng nha anh em và làm chậm nha anh em. Đó, thì combo nó thì cứ chiêu 1 chém trúng xong nó bỏ chạy quăng chiêu 2 vô người nha anh em, xong rồi hả tấn công nó nha anh em, mà dùng chiêu 1 nó hất tung nha anh em, mà xong dùng chiêu 3 chiêu 2 dậm đùng tăng lớp giáp rồi hả tránh lường liên tục nha anh em. Đó, combo vậy thôi anh em. Rồi, phù hiệu hôm nay mình sẽ dùng là ngọc đỏ là tốc đánh máu giáp nha anh em, còn ngọc lục là hả máu giảm hồi chiêu nha anh em, và ngọc đỏ xím là máu hồi nhấu và tốc đại chạy nha anh em. Rồi ok, phù hiệu sẽ dùng vực khổng mang và rừng nguyên sinh nha anh em, để cho giúp cái khả năng hồi phục Arduin hả trâu bò hơn, khỏe hơn nha anh em. Rồi ok anh em. Đó, rồi cái build đồ anh em mình sử dụng là hả giày là giày kiên cường, còn cái kiếm là thương long nha anh em, còn cái áo mình sẽ dùng tiếp áo tràng phở và bản giá nha anh em, và hung chung choi, và khi hết chuyện này hết tiếp các bạn em chơi hai anh em ơi. Bright đã bị hạ gục anh em, tiếp tục rishi anh em ơi, điểm danh chết chóc ở đầu anh em. Batman đang bỏ chạy nhưng mà làm sao chạy đây, anh ta chạy bộ ha, bây giờ anh ta chạy xe cũng không chạy lại đâu anh em, mà team tôi bu vô đập chết không Batman anh em ơi. Điểm hạ gục thuộc về cho Vahen anh em à, quá yếu ớt anh em ơi. Với cái khả năng yếu ớt thì làm sao mà chống cự được với hả team tôi như vậy anh em. Sức mạnh nó đang được thăng tiến quá nhiều anh em ơi. Và cái KDA của team tôi bây giờ là 8-2 anh em à. KDA của tôi là 1-1-2 anh em ơi. Anh em thấy à. Đó, anh em thấy sức mạnh của Arduin đi top cho anh em. Thật ra tôi thích chơi cái con Arduin này đi rừng với lại lên đồ full dam nha anh em. Nhưng mà bây giờ phải lên như vậy để cho anh em nhìn, để cho anh em biết cho nó dễ chơi nha anh em. Chứ lên dam nhiều khi anh em đánh chưa chắc tay, anh em dễ bị chết anh em à. Đó anh em, khả năng cho bọn nó hồi phục anh em ơi. Thằng tay nát nó muốn chết em, tay nát mới không làm gì đây, hất tung là tay nát rồi anh em ơi, chém liên tục lên người tay nát anh em ơi, thậm chí hoàn cái anh em ơi, câu hồn điều à, trời ơi, Wonder Woman tới KS mất cái mạng của tôi rồi anh em, mà cái thằng quỷ này thiệt luôn á, pha nó phải để mạng cho tôi xanh với chứ, tôi chơi đồ top chứ thôi, tôi chơi bọt đâu mà cứ giành mạng của tôi hoài anh em, hất tung được Bright anh em ơi, hút roi liên tục nhưng không trúng ai anh em ơi. Wonder Woman đang muốn lấy đi cái trụ này anh em ơi, không biết có lấy được không đây anh em. Bỏ đi con đường bên đây, nó còn bất tử đó, nó chưa hết chiêu cuối đâu. Tiếp tục anh em ơi, bây giờ tôi sẽ đi vào rừng chết mát anh em. À có bùa đỏ anh em ơi, lượm anh em ơi, cướp bùa này thôi thấy đánh nhau rồi anh em, thôi xuống phụ anh em. À bây giờ cướp được rồi anh em. Ok anh em ơi, thằng Batman này trong game này nó không được chơi game luôn rồi anh em à. Đó, mà anh em chơi Batman thì anh em nhớ là anh em chỉ đi gan đi 4 đi gan AD Canada bắt thôi nha, chứ đánh mấy cái nó không có được đâu nha anh em. Đánh mà đánh combat khó lắm nha anh em, đầu game thôi chứ em nói thật, cái thằng này mấy khâu này tôi giết luôn nên cho này anh em. Mày nè, đó anh em thấy chưa, hất tung xong rồi dùng chiêu 3 bay vào, xong rồi dùng chiêu 2 dặm mà là hạ xét được đối thủ thôi anh em, mà đơn giản mà anh em. Đó thấy chưa, Arduin này hả hồi phục ghê lắm anh em, mà đi top bây giờ cái mùa này thì nó đi khu vực nào cũng được anh em, đi top đi support hay đi rừng gì đều mạnh anh em, mà hạ sát được ha, GC rồi anh em, mà thấy ghê chưa anh em, thấy sức mạnh của nó chưa,
phè quá anh em, bích ngay liền mà chơi đi anh em ơi. Và nếu video này anh thấy hay, anh em thấy ok, mình làm con tính ok thì anh em nhớ cho mình một lượt like, một lượt share, một lượt đăng ký nữa để kênh được phát triển nha anh em. Để mình sẽ cống hiến được những pha hay ho hơn và cập nhật cho anh em những cái kiến thức bổ ích về game Liên Gưng này hả, cho anh em dễ chơi hơn và ấy hơn nha anh em. Rồi pha này tôi xin phép cân hai anh em, luồn lách qua đây chơi con teo đá anh em ơi. Mấy khâu hả, mấy khâu mới dập gì đây, dậm một cái để khả năng hồi anh em hất tung anh em ơi. Mà về gia ta tới anh em ơi, thằng Rai hình như đọc map được sao nó bỏ chạy rồi anh em à. Chứ không phải đó mà thằng Rai nó ở lại thì tôi có khả năng nữa hả, tôi sẽ chống chịu được cho gia ta giết luôn anh em. Thằng Rai tôi thấy nó sợ tôi rồi đó anh em à. Đó, tiếp tục đi săn người thôi anh em ơi. Và bây giờ mẹ sẽ là ai đây anh em, bây giờ chỉ ai thì mình cứ tạm thời lấy con quả nhỏ đó. Batman, Batman làm cái gì vậy? Ui trời ơi, bên trời ơi, đằng sau có thằng DC hỗ trợ anh em à. Tôi là phải gã gục ngã trước cái con bướm của DC rồi anh em ơi. Đúng thiệt, đàn ông thời nay luôn chết thì bướm anh em à. Thiệt luôn á. Ok anh em. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành lấy đi những cái chủ cuối cùng của tem bạn thôi anh em. À, lên cái thượng ấy, bây giờ tôi sẽ lên cây trận này tôi lên đam anh em mà không lên tăng thích nha anh em à. Đó tôi sẽ lên cái cây gì kiếm Muramasa nha anh em. Đó để tăng khả năng xuyên giáp luôn anh em. Tôi chơi full đam anh em ơi, tôi không thèm chơi theo cái, nhưng mà cái bộ đồ mà tôi để dưới này là anh em bộ đồ chuẩn nha anh em. Anh em đánh như vậy thì nó sẽ rất là dễ chơi game anh em, khả năng châu bò mới mình không có sẽ chết đâu anh em à. Đó chỉ biết kỹ năng một chút thôi là lánh dễ rồi anh em, hất tung anh em. Trời ơi, DC tóc biến em băng tóc em cho bất tử hay bất tỉnh rồi, mày làm sao chứ em đâu, double kill dành cho ba hen rồi anh em ơi. Ok ok, câu hùng điệu đã có rồi anh em ơi. Bây giờ Batman đang bỏ chạy anh em, Batman quay lại đấm ngược lại Yata nhưng đã bị Yata hạ sát rồi anh em ạ. À, bây giờ tôi sẽ cân hai thằng này luôn anh em ơi. Câu hùng điệu được mở ra nhưng mà hả, Mina muốn chơi hay sao anh em? Wonder Woman tới anh em, Rai cũng đang đấm phía sau liên tục lên người của Wonder Woman nhưng không trúng ai anh em à. Rồi ok, đi vào đám này anh em ơi. À, mày ăn bùa hả? Mày ăn bùa hả? Cướp bùa luôn em, cướp bùa luôn. Ừ, hai thằng anh em phá nó mà vô là chết anh em ơi. À, từ từ anh em ơi, à, đừng có nóng tính anh em ơi. À, hết sức bình tĩnh anh em ơi. Đó, dục tốc là bốc dục luôn nha anh em. Đó. Rồi tiếp tục con đi vô đây phụ con Wonder Woman này ăn con rồng này thôi anh em ơi, rồng tiên phong này thôi để lấy lại hết cho xem nè anh em. Nó đi rừng là phải anh em, xe ra với lại hả rồng tiên phong là phải chiếm hết cho anh em, lấy hết giành hết, không có cái chuyện mà để cho thằng nào không chia thằng nào con nào nha anh em, lấy hết đi rừng là phải anh em, để là mình lấy lại hết cho tem cho anh em. Rồi, ok, khu vực đường top của tôi thì đang đánh nhau, đã xảy ra một đánh nhau anh em ơi. Gia ta bay vào chắc gia ta phải bảy mạng rồi anh em ơi. Tôi thấy gia ta đang máu rút không anh em, và đã bị thằng Rai hạ sát rồi anh em. Bây giờ còn lại ba hen trên đó thôi anh em, mà tôi và đồng minh đang tiến hành đẩy tiếp khu vực đường ở dưới anh em. Mà ok, team bạn còn 4 người, team tôi còn 3 người thôi anh em. Ok ok, nhưng mà tôi có đủ khả năng để chơi được hai người anh em. Bây giờ cần hai là cái chuyện khá dễ dàng đối với tôi rồi anh em à. Tôi cảm nhận được sức mạnh của tôi. Bây giờ thì chỉ mình đi săn người thôi anh em ơi. Bây giờ đây này Batman, Batman, Batman. Để tôi Batman, trời ơi. Chỉ cần nhanh thêm một giây thôi là mình có thể hạ sát được Batman bằng cái câu hồn triều rồi anh em à. Ok. Hồn huyết hồn chảo của tôi đã có đầy đủ rồi, câu hồn điệu cũng đã được hồi phục xong rồi đó anh em thấy chưa. Bây giờ cái khả năng hồi phục chiêu của con Olui này rất nhanh nha anh em, đi chút xíu là hồi phục, chừng có mấy giây là hồi phục rồi anh em ơi. Bởi vậy con bắt liên tục luôn nha anh em, khỏe lắm anh em ơi. Bây giờ đến đây săn teo nát này, teo nát này chắc trong bụi đây anh em ơi. Câu hồn điệu bay vô lao chụp luôn anh em, chụp luôn ấy như giỡn mà. Ủa trời ơi, nó chạy nhanh quá anh em ơi, cái gì mà mới nó chạy xuống đây rồi hả anh em. Trời ơi, mày sẽ ngay ngọc tóc chạy cộng 10 hả trời. Tôi tưởng phải nó biến về này mà tôi tính bắt bài bay vô nó bụi quất nó luôn anh em, tính cho anh em phải đẹp mắt mà không được anh em à, rầu quá anh em. Bây giờ là tiếp tục là đây 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 đây, tôi mở con mát luôn đây, lao thẳng vô luôn anh em ơi, sợ gì em không chơi anh em. Giờ nó còn ai đâu hả anh em. Rồi vô anh em, vô anh em, vô anh em, vô anh em. À, Batman đang dường như thế anh em ơi, câu hồn rìu bay vào người á. Mina đã giữ lại anh em, bây giờ là Rai anh em ơi, tiếp tục Rai điểm nhanh á. Rai vô cái bất tử mà anh em ơi, nhưng mà làm sao chống cự đây khi bốn người chúng tôi đang ở đây. 200 điểm, 220 vàng hạ gục đã thuộc về cho tôi. Tiếp tục là con teo nát phải bỏ mạng chắc chắn trong pha này rồi anh em ơi, quá yếu quá anh em à. Ở đây tôi thấy tem bạn không xong rồi anh em ơi, video có lẽ tới đây đã sẽ kết thúc rồi nha anh em. Cảm ơn anh em đã bỏ ra hàng giống quý bóng để xem video nha anh em. Anh em xem video thấy hay nhớ cho mình xin một like, một lượt share, một lượt đăng ký nha anh em, để kênh mình được phát triển hơn nha anh em, để mình cống hiến những bài bổ ích hơn nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.